Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Thái Xe Chất. Mà trong thời điểm giữa năm như thế này, khi mà thông tin về thuế trước bạ vẫn chưa ra và có vẻ như là em nghĩ rằng sẽ không có giảm 50% thuế trước bạ, thì những chiếc xe lướt vẫn đang ở trong một cái khoảng tầm tiền rất tốt để quý anh chị đã có thể được trải nghiệm những mẫu xe hạng D rồi. Và chính vì lý do như vậy nên hôm nay em sẽ quay cho quý anh chị một chiếc xe đến từ thương hiệu Việt Nam, mang trong mình đó là phân khúc D cộng với một chiều dài cơ sở cực kỳ lớn, mà mức giá chỉ có đâu đó loanh quanh khoảng là hơn 600 triệu một chút thôi. Và không vòng vo nữa thì em xin giới thiệu đến cả nhà một chiếc xe, đó chính là VinFast Lux SA phiên bản Bay sản xuất năm 2021, đã chạy đâu đó khoảng là 4,1 vạn km, cực kỳ là mới. Và quý anh chị hãy cùng em tìm hiểu về em nó trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì với chiếc xe này chúng ta sẽ có màu ngoại thất là màu trắng, nội thất của chúng ta sẽ có là một màu nâu cà phê, giúp cho chiếc xe này trở nên là rất sang trọng. Chiều dài cơ sở cũng tương đối ấn tượng, lên đến khoảng 2m8, sẽ cho chúng ta ngồi trong khoang nội thất trên mọi chuyến đi đường dài trở nên cực kỳ thoải mái, cũng như là không hề bị đau hay ê ẩm người. Và đánh giá về lớp sơn zin của chiếc xe này lên đến khoảng đâu đó là 90% hơn quý anh chị nhé. Một chiếc xe có gốc biển Hải Phòng, được chủ xe dùng tương đối là giữ gìn. Với những công nghệ ở phần đầu xe thì tất nhiên không thể bỏ qua, đó chính là phần cụm đèn mắt híp full LED. Kết hợp với đó chúng ta sẽ có đó là cụm đèn phá xương tương đối mới ở đây. Logo mặt VinFast to bản được thiết kế ở giữa, tạo nên một vẻ đẹp rất khác biệt đến từ chiếc xe, đến từ thương hiệu Việt Nam. Mời quý anh chị bước đến em với em đến phần thân xe. Và phải nhắc lại một lần nữa, đây là một chiếc xe có chiều dài cơ sở cực kỳ tốt trong phân khúc, và có lẽ là tốt nhất. Với ở đây thì chúng ta vì là một phiên bản Plus nên là những gì như là phần la răng này hay là phần lốp này chúng ta có thể thấy qua cho em ạ. Và đây sẽ là một bộ lốp tương đối dày để chúng ta có thể mua và tiết kiệm được đâu đó khá là nhiều chi phí. Với phần gương ở đây thì không thể nào mà chúng ta không có, đó là gương kính chỉnh điện được rồi. Và tất nhiên là sẽ tích hợp thêm cho em đó chính là cảnh báo vượt trên gương rồi quý anh chị nhá. Đó. Với chúng ta tới nhanh đến với phần đuôi xe đi. Phần đuôi xe này thì tất nhiên là vẫn mang trong mình những công nghệ của phiên bản Plus mà thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có giải đèn hậu full LED, 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Nhưng vì là phiên bản Plus nên chúng ta vẫn chưa có lipo đôi thể thao, nhưng theo em nghĩ thì như vậy đã là đủ dùng rồi. Bước vào với chi tiết tiếp theo có lẽ là khoang cốp đi. Với một chiếc xe hạng D thì khoang cốp của chiếc xe VinFast Lux A này phải nói là cực kỳ rộng rãi. Mà những chi tiết như là ở đây chúng ta sẽ có dụng cụ và các chi tiết đi kèm. Đó, hay là những chi tiết ở đây này như là camera lùi phía sau được thể hiện rất là rõ nét. Với những chiếc Lux A thì tất nhiên là xe chúng ta sẽ không có, đó chính là lốp dự phòng. Đó, hay là tất kể các nhà dòng xe Lux A hay là Lux SA đến từ thương hiệu VinFast đều như vậy. Ok, bước qua nhanh đến khoang hành khách thứ hai này. Với khoang hành khách thứ hai này thì chúng ta sẽ có thể thấy gì ở đầu tiên ạ? Đầu tiên đó chính là phần cửa được em thấy vẫn còn khá là mới. Tất nhiên là vẫn sẽ tích hợp cho chúng ta loa ở bên cạnh. Mình có thể đánh giá qua nhanh về những chi tiết của chiếc xe, về độ khấu hao ở đây như là phần vít này, cho đến là các chi tiết như là phần ốc cánh cửa ở đây thì vẫn là nguyên bản. Và bộ ghế da màu nâu cà phê này sẽ cho chúng ta một vẻ đẹp tương đối là trẻ trung và khỏe khoắn với những anh em đâu đó khoảng. Bước đến khoang hành khách thì tất nhiên là những option ở trên chiếc xe này cũng rất đáng trải nghiệm rồi. Đầu tiên thì ở cả hàng ghế lái và hàng ghế phía trước thì chúng ta sẽ đều có, đó là ghế chỉnh điện này. Đó, tiếp đến thì các chi tiết như là các bác có thể thấy qua cho em táp lô này, hay thậm chí là táp ly của chiếc xe, và những con ốc này thì vẫn còn rất là mới. Màn hình giải trí thì tất nhiên sẽ là 12 inch theo tiêu chuẩn đưa ra của hãng. Cùng với đó thì tất cả những option gì như là điều hòa này, rồi là tất cả những thứ khác thì chúng ta sẽ đều được thể hiện và sử dụng thông qua chiếc màn hình giải trí này. Cũng đồng nghĩa với việc là nếu mà chiếc màn hình này hỏng thì coi như vứt luôn chiếc xe đi. Ok, và tất nhiên thì ở đây chúng ta cũng sẽ có thêm đó là phanh tay điện tử rồi này. Và vô lăng ở đây thì với phiên bản Plus này theo em cảm giác lái cũng tương đối là khỏe mạnh. Tuy không có quá là nhẹ nhàng, nhưng mà với những anh em thích vờn một cái tay lái nó ok thì đây sẽ là một chiếc tay lái mà chúng ta sẽ không thể nào bỏ qua. Cùng với đó thì cần số cũng chúng ta cũng sẽ có ở đây, và gương kính chỉnh điện và các chi tiết khác đúng hết. Ok, mình cùng bước đến đó chính là khối động cơ 2.0 turbo tăng áp, sẽ cho chúng ta một cảm giác lái ở một giải tốc độ thấp tương đối là tuyệt vời, cũng như là nhanh nhạy. Thì hãy cùng em tìm hiểu về khối động cơ này ạ.
Đợi em một chút. Đây rồi. Với khối động cơ 2.0 turbo này sẽ cho chúng ta một cảm giác tăng tốc thực sự là tuyệt vời. Và tất nhiên là với những chi tiết này, bên em sẽ cam kết cho bác rằng là khung gầm, máy móc, động cơ, cột kèo, keo chỉ thì tất cả sẽ là nguyên bản cho em. Và các bác cũng có thể thấy qua rằng những chi tiết khấu hao ở trên chiếc xe này vẫn còn tương đối là ít để mà chúng ta có thể mua về và sử dụng lâu dài. Và tất nhiên là với chính sách của VinFast thì tất cả các mẫu xe xăng của chúng ta sẽ đều được bảo hành đâu đó khoảng là 10 năm đến từ công bố của hãng. Cùng với đó thì việc thay thế phụ tùng thì chắc chắn là chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì cả. Bởi vì đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Việt, nên là những phụ tùng cũng như là những đồ cần thay thế thì chúng ta sẽ đều có mặt tại Việt Nam rồi. Và tất nhiên là những phụ tùng này sẽ rất là rẻ ở thời điểm hiện tại. Và hiện tại với chiếc Lux SA Plus sản xuất năm 2021 này, bên em hiện đang chào bán với mức giá 610 triệu vẫn còn thương lượng thêm cho quý anh chị đang muốn trải nghiệm một chiếc xe hạng D cộng mà có tầm tiền không quá dư giả. Và tất nhiên là kể cả những sản phẩm đến từ VinFast, bên em đều sẽ có hỗ trợ trả góp cho quý anh chị đang quan tâm. Và đừng ngần ngại alo cho em ở số điện thoại được ghi ngay phía trên phần màn hình. Và em là em Thái Xe Chất, xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video ngày hôm nay.